Đây đây đây, mời mọi người xem nhá. Hôm nay đi thăm lở cá mọi người. Thời tiết nắng ấm đẹp này, mời mọi người xem này. Một cái lở cá ba con cá lóc bự luôn này. Ba con này ui dễ sợ, như cái lực làm cho lở cá của tôi nó vẹo luôn này. Đây đây đây, cá như thế này mới gọi là cá mọi người này. Đen nóng à, nhìn như tàu ngầm luôn. Ba con cá lóc luôn. Dễ sợ, để tôi bắt ra này. Đây đây đây. Ui dồi. Ui, nó mới vào nên nó còn mạnh lắm mọi người ạ. Để lấy cái chai ra này. Chai ra dễ bắt. Ui đã lắm mọi người ạ. Ui trời, đúng là có 102 luôn đấy. Từ vừa giờ đi bắt thì được nhiều rồi, nhưng mà nó vào ba con nó đều đặn như thế này là đúng là hiếm. Có những lúc là tôi bắt được có cái nó vào đến 4 con, nhưng mà là nó không đều như thế này. Con này con cá trê mọi người này, bị cá lóc nó cắn này. Trong này ba con thì hai con lóc bự và một con cá trê. Đây để cho mọi người xem này. Hai cá lóc nó vào nó oánh cho con cá trê này, nó tróc ra trầy vẩy hết. Tội con cá lóc con cá trê quá. U trời ơi, hai con cá lóc mà đánh một con cá trê này thì nó chơi cho gãy hết cả hai cái ngạnh của cá trê luôn mọi người. Bắt cá trê rất là nguy hiểm, nếu con to là nó có hai cái gai hai bên, nó nguy hiểm lắm. Hãy để các bạn cho tôi bắt này. Đây này mọi người xem này. Ôi trời ơi, ui nó sướng run người luôn. Ui đã được gọi xem này. Đây này, đây con này này. Đây, ui ôi nó khỏe lắm, nó hình như nó mới vào được khoảng 2-3 tiếng rồi, nó khỏe lắm. Con bự này, ui dồi ôi con này này, mọi người thấy không? Ui trời ơi, kinh khủng luôn đấy. Xem này, hôm trước có một con tôi bắt được 1 cân 8, con cân 8 là con to nhất, còn con cân 6, con này cũng tầm trên 1 cân. Xem này, ui nó béo dễ sợ luôn, nó cầm nó vẹo tay luôn này. Vẹo tay thì vì nó trơn đấy. Con này hồi nó về cân xem, để bỏ vào trong bao ấy. Đi làm cá mà có được cá như thế này là sướng lắm, nhưng mà ngày nào về mà không có là buồn. Có những lúc là 4-5 ngày không có. Tôi thì thả sáng đi lấy sáng mai sau 1 ngày là đi lấy thôi, chỉ bỏ qua 1 đêm thôi. Anh em thì họ bỏ 4-5 đêm, tôi thì qua 1 đêm là tôi đi lấy thôi. Ui trời. Okay. Tôi có đặt tổng toàn bộ là 11 cái, nhưng mà có những bữa là chỉ được 2-3 cái thôi, vì tôi đi lấy sớm quá. Đây mọi người thấy không? Đây, sướng đừng hỏi đây. Cái lửa cá nó vẹo luôn mọi người. Rồi, để đấy đi xuống đặt lại chỗ này đấy. Chỗ này tôi bắt được rất là nhiều này. Chỗ này con 1 ký 8, 1 ký 6, 1 ký 1 này. Và cá trê rất là nhiều chỗ này này. Bây giờ đặt lại chỗ này. Đấy, đặt đấy, người bọn đi câu cá đông lắm. Nó thấy nó ăn trộm mất, cho nên mình phải ngụy trang thật chu đáo, chứ không là anh em nó thấy là nó lấy luôn cả lửa cá luôn. Người bây giờ là người thật thà ít lắm. Tôi thì gặp của ai câu mà thả câu đây là tôi không bao giờ tôi lấy, hoặc là lưới của họ thế mình chả lấy đâu. Của họ giống của mình thôi, lấy không được. Mình không, mình của họ, mình xem của họ là cũng giống như cái cổ của mình,
lấy đi là tội họ lắm. Đây, bỏ vào đồng bao rồi, bây giờ đi về đã. Đấy, mọi người xem sướng không? Bây giờ lên đổ xe máy về, vì như cũng gần nhà mà, chỉ cách còn 500-600 mét thôi. Đấy, mời mọi người xem này, đây đây, có lẽ được gần 2 ký đấy. Xin bye bye mọi người đấy nhá.